You see me calling, xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi từ đây. Nhưng mà when you see me calling, xin em không nhấc máy. Em nói là không muốn gặp anh nữa, anh chỉ gọi để hỏi cơm hôm nay ăn chưa. Sao ăn rồi thì có hấp anh chưa? Nếu rồi thì đã nhớ anh chưa? Em biết anh là thế mà đã thế. Em còn suy, em còn nghĩ, em còn thích làm chết. Anh biết anh như cục ghen trong mắt, bởi vì em chỉ có get for me. Baby nghe anh nói một lần được không? Giờ anh được trên màn hình em có chút không? Em muốn ghét anh nói chút, tụi nó ghét anh ngoài kia cũng phải tốn gần năm. Và nếu em muốn đêm nay không ngủ, đừng nói anh đe đi, gặp công chủ. Đừng có mong thủ. If you see me calling, xin em không nhấc máy. Mà nếu như em lỡ nghe rồi thì cho anh xin lỗi lần này. Nhưng mà when you see me calling, xin em không nhấc máy. Cause when that any hit me thì cô ơi cũng chết lại. I'm talking about love, I'm talking about you, I'm talking about all the things you say you wanted us to do. I'm talking about